đi đổ ra, đổ ra. Tôi lớn tuổi rồi làm sống cái nghề này. Sống bên dòng sông Lá Hiếu, một nhánh của dòng sông Hậu thuộc ấp Sậy Nếu A, xã Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, ông Sáu Dũng đã có hơn chục năm gắn bó với dòng sông Hậu bằng nghề đánh bắt cá trên sông. Là cựu chiến binh thương tật 4/4, ông Sáu Dũng cho biết hiện không còn đủ sức khỏe để làm ruộng nên học theo nghề chảy lưới. Vừa làm vừa học, thế mà nghề này hiện lại là kế sinh nhai chính của gia đình ông. Đến nay, những người chuyên tâm với nghề đánh bắt cá như ông Sáu Dũng không còn nhiều trên khúc sông này vì cá ngày càng ít, không đủ để mưu sinh. Nhưng ông Dũng dường như có duyên với nghề. Nước nào tôi làm cũng dính hết trơn, không có nước nào mà tôi không làm không dính hết trơn. Điều nước con cá chạy thì nó dính nhiều hơn. Còn con cá nước nó không chạy nó ít đi hơn. Đã hơn 60 tuổi nhưng ngày nào cũng vậy. Hễ không đau ốm là ông Sáu Dũng lại xách lưới lên đường, không quản đêm hôm. Không chỉ quanh quẩn bến sông quê, có hôm ông còn xuôi dòng sông Hậu sang tận vùng Sóc Trăng, Trà Vinh. Cặm cụi với chài lưới lại có tài đánh bắt nên trung bình mỗi ngày ông cũng đánh bắt được 5 ký cá, thu nhập mỗi tháng khoảng 6 triệu đồng. Tuy nhiên, năm nay cũng là một năm khó khăn hơn đối với ông và gia đình vì nước nguồn về ít, đồng nghĩa là cá cũng ít hơn những năm trước và vụ mùa cũng thất thu. Nước năm nay về đúng ra mỗi lần là nước son, năm nay nó không có nước son gì hả cô? Son nước nó đỏ đỏ hồng hồng đó, hôm nay nó không có nước đó gì à. Nếu mà nước có gì thì nó mang con cá trắng gì mạnh hơn. Bữa năm nay không có nước, cái năm nào của bỏ đất nước lên tạm được thì khá chục gia lúa rồi giờ ít chứ chục nữa chục ba chục gia chục còn mấy cái luôn. Mùa nước nổi không về là thiệt thòi lớn cho những người dân sống dựa vào dòng sông như gia đình ông Sáu Dũng. Hiện tượng El Nino được đánh giá là có ảnh hưởng mạnh nhất trong vòng 60 năm qua đang khiến mùa mưa đến muộn hơn và lượng mưa cũng ít hơn những năm trước. Người dân có thể thấy được những thay đổi của khí hậu, thế nhưng không phải ai cũng biết lũ thấp còn do ảnh hưởng từ các công trình thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong, đặc biệt là trên dòng chính. Mưa ít, lưu lượng nước giảm nên các hồ chứa trên thượng nguồn càng phải tích cực trữ nước để phát điện, khiến cho lượng nước về hạ nguồn đã ít do tự nhiên lại càng khan hiếm do thủy điện. Hiện nay trên sông Mekong, ngoài hàng trăm đập thủy điện trên dòng nhánh thì trên dòng chính, 6 đập của Trung Quốc ở thượng nguồn cũng đã vận hành. Trong khi đó, nguy cơ hiện hữu gần hơn đối với đồng bằng sông Cửu Long là chuỗi 11 con đập dự kiến được xây dựng ngay tại hạ nguồn dòng chính con sông trên lãnh thổ Lào và Campuchia. Đến nay, dự án thủy điện dòng chính đầu tiên ở hạ nguồn là Seburi đã hoàn thành khoảng một nửa tiến độ xây dựng và dự án thứ hai Don Sahong cũng đã được khởi công. Tôi thấy việc xây dựng thủy điện trên các dòng chính của sông Mekong có nhiều rủi ro và tiềm ẩn về mặt sinh thái môi trường. Điều đầu tiên thứ nhất là nguồn nước ngọt. Nguồn nước ngọt thì nó sẽ bị thiếu khi về chảy về hạ lưu hoặc là nó sẽ bị thay đổi theo cái nhịp điệu mùa, không theo đúng như trước đây nữa. Và vì vậy nó sẽ tác động rất lớn đến cái chất lượng nước của lưu vực sông hạ lưu sông Mekong. Thấy là phù sa mất đến 60%, rồi cá mất đến 55% thì không thể nào mà nói được là nhẹ, quá lớn. Và nếu ở góc độ của tôi là cái người thực hiện nghiên cứu này thì với cái việc và phát triển 11 cái đập thủy điện này là không thể chấp nhận được đối với Việt Nam và cho bản thân tôi. Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược do Ủy hội sông Mekong chủ trì và nghiên cứu châu thổ Mekong do Việt Nam thực hiện đều ghi nhận những tác động nghiêm trọng mà đồng bằng sông Cửu Long phải gánh chịu nếu chuỗi đập dự kiến được đưa vào vận hành. Điều đáng nói là với tất cả những rủi ro mà các đập thủy điện trên sông Mekong có thể mang lại thì hơn ai hết những người phải gánh chịu những tổn thất nặng nề nhất lại chính là những người ngư dân, nông dân bao đời nay đã phụ thuộc vào con sông để duy trì sinh kế như gia đình ông Sáu Dũng. Những con cá thiên nhiên đó, nó sẽ dần biến mất. Bởi vì ví dụ như nó nhờ là cái thượng nguồn đổ về đó, mình ở đây thì mình hứng như mình cúi rồi thì cá bên kia đổ qua, mà bây giờ người ta bế lại thì con cá nó không qua mình nữa, thì bên đây mình khai thác thì cái nguồn lợi thủy sản mình sau này sẽ mất. Khu vực của cái gần trạm Minh Hạ này thì nó cũng chịu cái tác động ảnh hưởng là cái nước thượng nguồn chảy xuống, là nguyên nhân là coi như là từ ở sông Cần Thơ nó đổ về ngã bảy rồi nó đổ về theo dọc cái quảng lộ Phụng Hiệp nó về Cà Mau, nó mới đổ ra biển Tây và các cửa biển. Do đó là cái nước ngọt đó, nó khi mà nước nó lên cao mà nó đổ ra thì nước mặn nó không có xâm nhập vào cái các cái địa bàn ở lân cận nằm với ven sông hoặc ven biển.
Cũng chính vì những tác động được đánh giá là vô cùng nặng nề đối với đời sống người dân trên cả lưu vực sông Mekong, trong những năm qua, người dân cũng như các tổ chức xã hội dân sự trong khu vực thông qua nhiều kênh khác nhau đã bày tỏ quan ngại sâu sắc của mình đối với các công trình nhân danh phát triển này. Những con đập trên dòng chính sông Mekong đe dọa nghiêm trọng đến nguồn cá nội địa lớn nhất thế giới, đe dọa hệ sinh thái và làm tổn hại sinh kế, an ninh lương thực của hàng triệu người. Nói chung, những công trình này sẽ hủy hoại cơ hội phát triển tương lai của khu vực. Vì những lý do trên, chúng tôi kêu gọi hủy bỏ việc xây dựng những con đập này. Chúng ta cần những nghiên cứu sâu hơn, cần hiểu rõ hơn những rủi ro, từ đó có thể đánh giá những thiện hại và lợi ích trước khi tiến hành xây dựng. Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam được đánh giá là một trong những đồng bằng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Trong tương lai, khi những tác động từ thủy điện được cộng hưởng, đời sống của người dân mảnh đất này chắc hẳn sẽ ngày càng khó khăn hơn. 2 năm nay rồi, người ta không có làm lưới cá linh nữa, nó không có xuống. Cá mới khẳng là tôi còn cá he vàng á, cá nó mới khẳng rồi đó. Lâu lâu tôi văng lưới dính được 1 con, 2 con thôi chứ không có dính nhiều. Chứ hồi trước cá he nó nước nó đầy đó là trên miệt trên nó xuống dính dữ lắm à, nó dính mạnh lắm á. Biến đổi khí hậu, ô nhiễm do phát triển, sự phát triển của giao thông thủy, khai thác cát ồ ạt, hẳn là có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến những biến đổi trên dòng sông Mekong và khiến nguồn cá tự nhiên suy giảm. Tuy nhiên, có điều chắc chắn là khi được xây dựng, những con đập trên dòng chính sông Mekong sẽ như những lưỡi dao chắn ngang huyết mạch của dòng sông. Và những người nông dân, ngư dân như ông Sáu Dũng sẽ là những người chịu thiệt thòi nhất khi dòng sông Mekong không còn là dòng sông xưa từng nuôi dưỡng họ bao lâu nay nữa.